với mục đích hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo ở khu vực nông thôn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao vị thế trong gia đình và ngoài xã hội. Sau 15 năm đi vào hoạt động, tổ chức tài chính vi mô tình thương gọi tắt là Quỹ Tim đã giúp hàng nghìn phụ nữ nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, xóa nghèo. Chị Vũ Thị Xuyên ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Trước năm 2010, gia đình chị chỉ có cửa hàng tạp hóa khoảng 20m², buôn bán khó khăn, thu nhập thấp. Sau khi là thành viên của Quỹ Tim với mức vay vốn tăng theo từng năm từ 5 triệu đồng, giờ là 75 triệu đồng một năm, chị Xuyên đã mở rộng cửa hàng tạp hóa lên 150m², giá trị ước khoảng 2 tỷ đồng, mang lại thu nhập khá cho gia đình. Đến ngày hôm nay, mình cực kỳ là biết ơn Quỹ Tim. Thực ra là hiếm có cái tổ chức nào mà lại tuyệt vời như vậy. Cái này giúp chị em phụ nữ nghèo lại yếu thế, không có tài sản thế chấp mà vay được tiền, tạo thu nhập rất là tốt. Suy nghĩ để mình làm nào để buôn bán và tạo ra thu nhập hàng ngày. Sau 15 năm hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay Quỹ Tim đã thu hút khoảng 9.000 hội viên phụ nữ tham gia, được vay vốn với tổng số tiền khoảng 2.000 tỷ đồng từ Trung ương hội và nguồn vốn hội viên tiết kiệm, tạo cơ hội cho chị em tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa nghèo. Từ khi mà tôi được tham gia với lại cái Quỹ Tình Thương, thì tôi được vay mở rộng cái trang trại ra để chăn nuôi, cuộc sống được nâng lên nhiều hơn. Hoạt động của Tim triển khai trên địa bàn huyện Kim Động cũng đã giúp cho hội viên phụ nữ là có thêm cái nguồn vốn, là tạo cho chị em là vay cái vốn để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Chị em cũng có thêm cái điều kiện để tự chăm lo cho bản thân mình, rồi là chăm sóc gia đình được tốt hơn. Không chỉ hỗ trợ chị em vay vốn, Quỹ Tim còn có những hoạt động cộng đồng thiết thực như tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các thành viên một lần một năm, hỗ trợ thành viên xây dựng nhà ở với mức là 40 triệu đồng một hộ, hỗ trợ tiền cho con em các thành viên trong quỹ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Trong tương lai thì chúng tôi cũng sẽ nâng cao cái nghiệp vụ kỹ năng cho cán bộ Tim nhằm phục vụ tốt nhất cho hội viên ở dưới cơ sở, và đồng thời hỗ trợ cho cái thành viên ở tại các địa phương khi mà tham gia Tim bổ sung thêm những cái kiến thức kỹ năng để cho họ có những cái phương án tốt nhất trong cái việc mà phát triển kinh tế gia đình. Với sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, góp phần xóa đói giảm nghèo, Quỹ Tim đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành với phụ nữ tỉnh Hưng Yên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.